I have no hand. Oh my goodness. Sit down. Why did you run, honey? I don't know. Huh? He what? Oh. So it's what? The student's fault. He tried to chase her. Oh. What is that? Is it alcohol? What is that? Something to... Oh, thuốc đỏ phải không? Is it a red thing? Yeah, the red thing, yeah. But that one is not red. No, no burn. No burn. You have cotton? 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 Small cotton? No, the cotton. Cotton? Yeah. Like, and then we can spray on it and then... Cotton ball. Oh my goodness. Để mày coi coi, Trời ơi, lát cái tay nhỏ rồi. We can go to the beach now. It's gonna burn you so bad. Ôi, vậy sao đi biển? Đi biển vậy là con rác lắm, đâu có đi được. Trời đất ơi, xui ghê vậy ta. Xui ghê thiệt chứ, còn hai cái đầu gối lát hai cái đầu gối luôn rồi nè. Anh còn chun dí con hả? Trời ơi, con chun này thiệt chứ. Okay, now yeah, spray it in here. Oh, mẹ chuông. Oh. You okay, baby? Mẹ chuông cục vàng. You okay? Oh, I know, JD, I know. Does it hurt anymore? I know. Thế mẹ dẫn con đi mua đồ chơi nha. Không mua đồ chơi luôn hả? Giờ con muốn đi đâu? Muốn đi đâu để đỡ đau? Trời ơi, quá trời, that's too much. Let me see. No, this is fine. This is just clean it up. Nè, JD. Put it on her knee. Đưa tay đây, đâu rồi? Okay. Oh, I know. Okay. Oh, no, she's fine. Yeah. Hết, không sao rồi, xong. Bây giờ con nói cho cô chú coi, cho cô chú coi bị gì. Cô chú ơi, con bị té. Ai làm té hay là con tự? Ai làm té? Uncle June làm té hả? Yeah. Uncle June làm gì mà con té? Mẹ. Uncle June told you to be careful right before you fell. Yeah, Uncle June nói con là be careful cái con té liền. Đó, tại vì Uncle June giỡn với con mà, đúng không? Thôi đừng có khóc nữa. Nói tiếng Việt thì mẹ thổi con. Đúng không? Chậm nước mắt đi. Chậm nước mắt. Lấy khăn chậm nước mắt. Đúng rồi. Chậm nước mắt, đúng rồi. Lao những giọt nước mắt, đúng rồi. Rơi trên bờ môi, khóe mắt, đúng rồi. Thôi, nãy giờ khóc nhiều rồi đó. Nãy giờ khóc bởi vì nhiều rồi. Cường nó nhõng nhẽo nữa mà. Nửa mẹ, đúng rồi. Rồi bị mũi chích hay gì đây nè. Nè, có mũi chích như thế này nè, cô chú nè. Mũi chích đây nè. Sao mũi chích lại vậy? Thôi. Chúc cho tối nay về mát gì Ben nha. Mát gì Ben là cậu ơn cụ Chun, ơn cụ Chun là dí con té hay chưa? Và để cho dì Ben xử lý ơn cụ Chun nha. Đúng rồi. Trời ơi, tự nhiên mới chớp bước ra đường à. Bữa nay cho đi tắm biển nữa rồi ngày mai mình về mà vậy rồi sao đi tắm biển chết luôn bởi vì cái số phận tắm biển được có đúng 2 lần kỳ ghê thấy không em kỳ ghê con nói đi kỳ ghê nói lớn lên kỳ ghê lớn lên kỳ ghê nói kỳ ghê đúng rồi kỳ ghê. Yeah.
chú phải không? Được không? Phải không? Con đang mép cô chú phải không? Mép bà ngoại Việt Nam đi. Ngoại ngoại. Nó lớn lên ngoại ơi. Con bị té. Ai đụng ai dí con? Ai dí con? Ai dí con té? Ừ, cô chú dí con té hả? Trời là cô dí nhỏ. Mẹ thổi thổi. Thấy chưa, bởi vậy con nói mẹ nói là đừng có chạy, đừng bao giờ chạy. Hey, do you want to go swimming today? No, I'm hurting. You're hurting? Con đau hả? Con đau con không có thể bơi được nữa hả con? Ừ, tội nghiệp con gái ghê. Mẹ thổi. Ừ, sao con? Chảy máu hả con? Mẹ biết rồi. Thương lòng, ok? Có lộn không phải vết thương lòng, vết thương
ngoài da. Vết thương ngoài da thì có thể lành, nhưng mà vết thương lòng thì mãi mãi không thể nào lành được, đúng chứ? Đúng không? Đúng rồi. Con mình nó hiểu mẹ đó. Cái gì? Thôi bạn làm cái nào? Bây giờ uống bia, bây giờ con uống nhiệt hoa người Tây không? Uống nhiệt hoa người Tây là nó lành vết thương. Nhất nhiệt hoa người Tây là nó làm lành vết thương, chữa lành vết thương lòng. Ok. Your boogie woogies. Ok, uống miếng nhiệt hoa người Tây nha. Không muốn hả? Giờ coi điện thoại không? Coi không? Ok, mày lấy điện thoại cho con coi nha. Không coi luôn hả? Thôi mẹ nói con đừng có khóc, con khóc là vết thương nó đau nữa, hiểu không? Ôi, ôi tội nghiệp em ghê, cô chú ơi. Tội nghiệp em ha. Tội nghiệp chay ghê luôn, đau lòng quá đi thôi. Cô chú cũng đang là đau lòng đi chay kìa. Trời ơi cái vết thương này. Về nhớ khoe A Trì nha. Ờ đúng rồi, về 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 tới Michigan cái mình lấy tuyết á, mình lấy snow mình đắp vô, hết đau. À không đắp hả? Ok. Thôi đừng có khóc nữa mà. Không mến ờ mà không mến nó đỡ khóc nha. Không mến nó đỡ khóc. Không mến nó đỡ khóc nha. Rồi ông chịu luôn hả? Ok. Cô nói cô chú ơi. Nói cô chú ơi. Nói đi. Gì vậy? Cái gì vậy? Con này nó xạo mà tụi nó thì nó khóc mà tới khóc mà nó cũng xạo. Đừng có cố gắng khóc nữa. Con nói cô chú ơi, con vẫn còn đau. Con nói đi cô chú ơi. Cô chú ơi, con vẫn còn đau. Nói, con vẫn còn đau. Trời ơi, té lát hết luôn. Tính đem đồ theo chiều nay đi chơi mà cho đi biển. Tự nhiên cái vậy rồi sao đi biển xuống nó rác thấy bà luôn. Nhưng mà nếu mà con chịu được thì vết thương nó sẽ làm rất là nhanh. Tại vì nước biển làm lành vết thương nhanh lắm. Nhưng mà nó rất là rác, nó sẽ rác con trong vòng có 10 phút, 15 phút đó. Chắc 10 phút. Nhưng mà xong rồi nó bắt đầu ngày hôm sau là vết thương nó lành lại liền ngay lập tức. Giờ có đi tắm biển không? Chịu chơi đi, dân chơi mình chịu, mình đau một lần rồi thôi. Còn hơn phải đau dài dài. Chơi không? Đi tắm biển, xuống tắm biển một cái là vết thương hết đau liền. Cái nước biển đó, nó có một cái chất rất là tốt ở trong nước biển này, nó làm diệt trùng, khử khuẩn. Nó làm mà hả cho cái vết thương của mình á hả, nó sát trùng cái vết thương, là cái vết thương ngày hôm sau nó sẽ lành nhanh hơn và nó không để lại thẹo. Với yêu cầu là con không... à mẹ ơi, thổi lớn lên, thổi you gotta say blow it, please. Say please and then mẹ thổi con. Mẹ thổi con. Mày biết nó đau rồi. Nhõng nhẽo vô cùng, nhõng nhẽo thiệt chứ. Nhõng nhẽo ghê thiệt. Thôi bây giờ con ngủ giấc đi. Ngủ giấc vậy là hết đau rồi. Dạ không hả? Bây giờ con có ăn bánh ăn kẹo gì không? Dạ mẹ. Con ăn gì? Con muốn ăn kẹo. Con muốn ăn kẹo hết đau nha. Ok. Daddy, the only thing that JD not gonna hurt anymore is buying for her a sucker. You okay. Want some candy, JD? Yeah. Okay, so we got to stop and get gas after we go to the USPS. So once we go to the USPS, we'll stop and get gas, and I'll run into there, and I'll grab you a sucker, okay? Yeah. You have to wait, though. Okay. Can you wait? Okay, boogers. Did you call me a booger? Yeah. Then I'm not going to give you a sucker anymore. Cái con này nó còn giỡn được nữa. Baby, she's going to cry. Ủa sao ai mượn con kêu ba là burger? Yeah, you can't call ba burger. Con này nó giỡn hoài luôn. I love my burger, burger. À, con kêu ba là bánh hamburger hả? Oh, you want a hamburger? No, you should call you a hamburger. Oh no, I don't. I mean, you call daddy. You call me daddy. You gotta be respectful to daddy when daddy gives you food. She just had to send it Pillman. Pillman. Trời ơi, nó kêu ba nó là bánh hamburger.
Ba nó nói là con chờ đi rồi ba mua kẹo cho con. Nó nói ok hamburger. Không, con phải nói vậy nè. Không, lần sau á con phải nói là ok con dê. Nghe chưa? Ok con dê. Con kêu mẹ là daddy hả? No, she called me daddy. Oh, you called mommy daddy? Yeah, thấy không? Giờ con giỡn được mà, kêu mẹ là ba mà, vậy giỡn được mà. Con nói ok con dê. Con này kỳ ghê á. Không biết nha. Không biết nha. Vậy giờ muốn cái gì? Con muốn ăn thổi. Mẹ muốn ăn thổi nha. Mẹ kiếm tôi. Ok, ủa vừa cầm điện thoại sao nói được.